Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hello mọi người, lại là mình đây là Núp đây. Thì ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Mai Khoa. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người đi nào khác ơi. Hello mọi người. Đó thì hiện tại chúng ta đã có mặt ở trong một cái mini game khá là quen thuộc các bạn ơi. Cuộc chiến xây dựng nhà an toàn các bạn nha. Đó thì ngày hôm nay mình đã gọi là rủ Khang vào đây để xây dựng cái nhà an toàn bạn ơi. Đấy các bạn thấy sau mình không? Ui nhà an toàn nhà kim cương laser này, như mái nhà bếp góc luôn. Đấy ngày hôm nay là sẽ có hai phe để giới thiệu cho Khang biết là phe bên kia. Đó là phe của ở đây chúng ta không nhìn thấy cắt nát nhỉ. Ok đại khái phe bên cắt nát. Còn bên này là phòng thủ bạn ơi, nhà an toàn. Đấy thì Khang chọn phe nào trước để còn biết này. Thôi chọn cắt nát đi. Qua đây rồi. Thôi được rồi. Đấy thì nói chung là hai phe thì nói chung là sẽ có 15 phút. Đấy Núp cũng có 15 phút để phòng thủ mà Khang sẽ có 15 phút để tấn công. Nếu mà okay. Tấn công không thành công thì là thua. Đấy đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẵn sàng chưa để con biết sẵn sàng này, bắt đầu luôn nào. 3 2 1. Ok, 3 2 1 bắt đầu. Ok bạn ơi, này mình sẽ có được cái gọi là nhẫn fly miễn phí. Đấy còn đây là máy sản xuất bạn ơi. Xem nào, hôm nay có những gì đây? Bẫy gai bedrock này, ui hàng rào laser này ui, bàn tay năm đấm này, đuốc redstone. Ui hôm nay có nhiều bẫy hơn đấy. Hôm nay nhiều bẫy hơn bạn ơi. Rồi nhưng mà mình sẽ mua một hàng rào laser trước đã. Đấy, kinh nghiệm của mình là phải cần hàng rào bởi vì là mấy con ngoài như quái vật là hầu như là nó phải cần hàng rào nó cản trở lại bạn ạ, chứ không là nó sẽ vượt qua một cách đơn giản dễ dàng. Đấy, ok bạn ơi. Mình sẽ làm mấy lớp hàng rào vô bạn. Ui, cái này sẽ thăm thú địa hình cho nào. Ui, chỗ này. Rồi, đào đây, đào đây. Bên này có vẻ là hơi khoai nhỉ. Thôi được rồi, mình sẽ chọn cái chỗ này. Chỗ này là chỗ giao thoa gọi là đẹp đẽ nhất. Đấy. Đẹp đẽ mà như sang xịn mịn nhất. Đấy, chúng ta sẽ làm hai cái hàng rào đào đây bạn ơi. Đấy, hai cái hàng rào đây. Ui, xổi ôi. Hàng rào laser nha các bạn nha. Hôm nay là đồ laser rồi. Nhà này rất là xịn. Đấy, mình sẽ làm thêm gọi là một cái hàng rào nữa. Rồi. Sau đó thì mình sẽ ấy sao bạn ơi. Bên kia cứ đi kiếm tiền vào. Nói chung là mình đã có kinh nghiệm rồi các bạn ạ. Đây hôm nay được nhiều tiền mà. Đấy, ủa x2 hàng rào luôn bạn ơi. Chứ nào bây giờ là mình sẽ gọi là mua ấy thôi. Mua cái bẫy gai gọi là bình thường là bẫy gai của bedrock chứ nhỉ. Như bẫy gai bedrock. Đấy, chúng ta sẽ gọi là đặt rồi đặt gai rồi, gì ngoài đấy rồi đó nhỉ. Như không nói. Rồi. Đấy. Gì tôi la ye nữa vậy? Cái này là bẫy gai này. Ok bạn ơi. Rồi gai tôi đất. Nghe ông. Gai là cái bedrock mà chọc vào mông thì nhức cái mông luôn các bạn ơi. Ây da, cũng được chơi. Nhanh lên. Úi giời lo mà farm đây kiếm tiền đây. Bên đấy là cần rất là nhiều tiền để chúng ta gọi là có thể mua được quái vật các bạn ơi. Bên mình cũng rất là cần rất là nhiều tiền. Một con là bao nhiêu đây? Ui một con 15 tiền luôn nè. Đây mình sẽ cứ dùng tiền ở bên này nữa nha. Bên này nó cũng có một cái khu này. Bên này cũng có một cái khu để chúng ta vào đấy các bạn. Đúng vậy. Rồi. Mình cứ lựa thôi, không có gì vội các bạn ơi. 15 tiền ngon. Đâu sao nào. Mình sẽ gọi là mua thêm hàng rào gọi là laser sau nhá. Bây giờ là mình sẽ dồn tiền vào ấy bạn ơi. Mình có nên chờ để nâng cấp nút bấm lên nút bấm kim cương mà. Để chúng ta đã có thể có gọi là ấy. Ok này. Wow. Rồi thử test một con coi. Có tiền mua một con à? Đâu tuổi gì? Tuổi gì đang quay mà. Ủa đặt bên nào là đặt đây à? Đặt ngay cái mức đỏ à? Đặt ở trước cửa nhà ấy nhá, đừng có nhấc đi chỗ khác nha ba. Ok bạn đi. Chạy đi con. Mình ra xem hàng rào của mình bạn ơi. Thôi được rồi, mình sẽ làm bẫy gai bằng này được rồi. Sao nào? Úi giời chết. Đúng rồi, chạy đi. Chạy đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Quá nhanh. Quá nguy hiểm. Cái nào chạy nhanh thế nhỉ? Ui. Ui, cái nào chạy nhanh dữ vậy? Đây nó chui đây bạn này. Mình sẽ đặt hàng rào đây. Chết queo rồi. Chết queo rồi bạn ơi, hàng rào chọc mông chết queo. Ui, nhưng mà cát nát đợt này có vẻ mạnh các bạn ơi. Tôi thấy nó lao vào rất là nhanh nha. Ui chết giờ. Đúng rồi. Chiến thuật nát đây. Con mèo mà. Được. Thanh niên mới thả gọi là như một con. Mới đủ tiền mua một con à? Như tôi đã thấy là nó. Thôi, ok, tôi đã thấy là nó đây mình sẽ đặt rén rồi đúng không? Rén rồi. Nó cũng ghê đấy, nói chung là cũng được. Bình thường. Chưa vậy hay là rén rồi. Bình thường. Rồi ok, được một stack rồi bạn ơi. Một stack nữa là Núp có thể nâng cấp lên một cái nút bấm. Đấy, và nút bấm này thì mình sẽ nâng cấp cái kim cương nhé. Đấy, kim cương ở đây có bẫy cái gì đây? Rơi kiếm kim cương. Ui bàn tay cắt nát. Ôi. Như nhiều cái hay lắm nhỉ. Ok, nhiều hay lắm. Như
trong thời gian đấy là mình sẽ thử bay qua bên này xem con dài này xây dựng căn cứ. Ai à, nó xem nào. Ai à, đi mai ghê gớm nhỉ. Ui giời ơi, khu vực đi mai còn hốt tiền của người ta nha. Khu vực đi mai còn có mỗi mấy người lưu tiểu lên đấy. Từ từ, người ta nâng cấp nãy mới luôn kia mất khá là nhiều tiền rồi. Quá lòn. Ok, thôi cứ cho ấy đi các bạn ơi, cứ cho gọi là làm gì thì làm đi. Rồi à, mới có đâu đó khoảng 4-5 phút trước qua đó. Dù gì cũng win rồi. Này, có win được hay không? Này, có phá hủy được, phá hủy được nhà mới win nha. Nữa nè, chuẩn bị lo sao đây. Mình sẽ gọi là Let's go, okay, đi đi mèo. À, mua rồi, con dài mua go, rồi. Go, ôi, chết giả rồi, mình phải lấy nút bấm ngay các bạn ơi, lấy nút bấm gọi là kim cương ngay. Đấy, đó sao nào. Tiến va. Ok bạn ơi. Ui, chết giả rồi, cái TNT cái vào rồi bạn. Ui, chết giả rồi. Ơi TNT cứu ra nhà đi. Ủa, may quá nó đứng. Rồi, ok bạn ơi. Ui, TNT xử lý được không? Được không? Ui, khẩn trương. Ui, hình như nó vào nhà nó lại chạy đi các bạn ơi. Ờ. À, như nhà của mình bị phá sao mà như 50% ạ. Ô, ảo thật đấy, sao nó đi qua được hàng rào hay lát nhỉ? Ờ, đấy, nó lại chạy ngược lại bạn ơi, ảo thật đấy. Rồi cho nó nổ bạn ơi, rồi cho nó nổ đi. Đúng rồi, nó nổ. Ui, không chết được bạn ơi. Lần này TNT nổ không chết được con cắt nam luôn. Ui giời ơi, ổng rồi bạn ơi. Ui nhanh khẩn trước. Tôi phải mua thật là nhiều TNT bạn ơi. Sao ông nó đang phá hàng rào thôi. Như rén rồi chứ gì. Đây bạn ơi, ui nó đang dồn vào để phá hàng rào bạn ơi. À, nếu vừa nãy nó chạy kiểu gì, nó chạy xuyên qua nhỉ? Tôi nghi là nó mèo nó nhảy ra, chắc nó nhảy qua. Nó nhảy ra kiểu gì bạn ơi. Ui, nhà mình lại mèo hồi lại rồi. Nhảy đấy, đừng nhà mình giờ. Lại hồi lại các bạn này, mày từ nhà mình sẽ gọi là trang bị thêm thật nhiều bẫy laser này. Đấy. À, sao nào à, hàng rào laser đúng không? Hàng rào laser mua nhiều một tí các bạn ạ. Để chúng ta còn có cái của chúng ta. À, bẫy laser đây, hàng rào laser thì chắc là mình sẽ mấy cái hàng rào laser đây các bạn ạ. Đào ba. Ui, con dài bây giờ nâng cấp lên mai level 3 cả mười đấy. Đấy, ok bạn ơi, mình sẽ đặt ở đây bạn. Đặt đây. Nhưng mà mua level 3 xong là hết tiền. Đặt đây. Chúng ta sẽ gọi làm nguyên một cái hàng rào đây bạn ơi. Nhìn nó hơi rối mắt tí rồi, nhưng mà được cái là nó chắc là nó sẽ phòng thủ ác các bạn ạ. Đấy. Rồi, đặt đây bạn ơi, cho nó gọi là chi chít chẳng chịt ở đây. Tôi làm cái hàng rào laser chi chít đây luôn. Đấy, nó đi qua ở đây nó cả một vấn đề bạn. Ôi. Rồi, từ đây nha, mình sẽ mua thêm gọi là căn cái gọi là để đó sao nào, vàng đi nhỉ. Nút bấm đây, một cái nút bấm để chúng ta kích hoạt cái quá nhiều vàng. Sản xuất máy sản xuất vàng đi. Đấy, ok. Rồi, bây giờ chúng ta có kim cương rồi, mình sẽ mua thêm nhiều bẫy laser vào bạn ạ, bởi vì mình đang thiếu gọi là cái để chúng ta phòng thủ mà. Đấy. Okay. Đi đi con. Đấy, lại tấn công. Như TNT ra nổ chết nó đi. Ui, phải 3 quả TNT mới đi được các bạn ạ. Ui, rất là khoai nha. Cái này không phải dễ nha. Rồi, ok. Chúng ta sẽ okay, sao đứng yên rồi. Okay. À nó bị kẹt cái tấm thảm gì xoay à. Xoay ác các bạn này, xoay ác. Kẹt đâu ra mà kẹt. Thôi như vừa nãy nó còn lao thẳng vào nhà. Lao thẳng vào nhà, lấy đâu ra mà kẹt ba. Lên thang lên thư yên tàu lao biết đâu. Ok bạn ơi, đây. Mình sẽ nâng cấp thêm. Đây. Rồi. Cứ để cho nó xoay ở đây các bạn ơi, Ui. Ui, cái này xoay như cái này xoay thế mà không chết được con mèo cắt nắp này. Ui, con mèo nó còn nhưng đánh lại được cái máy xoay của mình các bạn ơi. Ui, nó xoay lên thôi. Ui, con mèo con này khỏe thật các bạn ơi. Oh my god. Xoay. Rồi, ok các bạn ơi, nó. Rồi, nó chắc con mèo nó bị kẹt nó không. Trâu thật các bạn ơi, hôm nay con mèo này nó trâu thật. Oh my god. Ui, nhưng không ổn toàn. Đi qua đi con. Cái gọi là cái này. Ui, cái này không được rồi. Cái này mình. Ui, nó trâu thật các bạn ơi, nó chưa đi luôn ạ. Ui giời. Thôi là mình bỏ qua cái gọi là bẫy laser các bạn nha. Cái bẫy laser vẻ không khả thi lắm. Tôi chọn nhưng mà nó chuông được kìa. Như bàn tay gì đây này. Rồi ok, mua bàn tay nắm đấm gì này. Như là mua hết đi. Mua cái này bằng vàng các bạn nha. Đấy, bàn tay đấm đúng không? Rồi. Chúng ta sẽ mua bàn tay đấm mà chúng ta xem nào nó có sang xịn mịn đâu. Đây là bẫy mới bạn ơi. Bẫy mới, có thể là bẫy laser kia là hàng cũ rồi. Không chống lại được gọi là cắt nắp bạn ơi. Rồi ok bạn ơi, đấy, mình sẽ đặt ở đây. Chúng ta sẽ cứ đặt mấy cái bẫy này đây để chúng ta. Đẩy vô. Đấy, bẫy này sẽ đẩy chắc là đẩy các bạn ơi. Bẫy này chắc là sẽ đẩy được con gọi là cắt nắp đi biến ra ngoài. Rồi ok. Đây. Nhìn đây nó đẩy này. Ôi trời. Được đấy. Này. Mình sẽ gọi là tiếp tục. Áo thế nhở? Để đây. Mà ta. Này, như để đây các bạn ơi, để đây tiếp tục để cho nó đẩy các bạn ơi. Đấy, đẩy ra đây. X2 gọi là đẩy. Đảo đẩy đi này. X2 đẩy đây, đẩy dâu nhất đây, đẩy đây. Đẩy này, cũng bị lên này, okay. Đẩy nổi không? Thôi được rồi, và mua tiếp các bạn ơi.
mình về mua tiếp nha. Đấy, không sao, nhiều tiền mà. Ui, mình rất là nhiều tiền mà đây. Mình sẽ mua thêm 7 TNT. Đấy, mua hết 7 TNT đã. Không phải cho chúng ta gọi là dùng tiền mà chúng ta sẽ mua cái khác bạn ơi. Ui, ui, chết rồi, con nào, lại con nào nó chui được vào nhà. Ơ, lâu lâu có mấy con bị lag này. Ơ, nhưng nó sao nó chui được vào nhà, nó đánh nhà mình nhở. Chắc là bị lag luôn bạn ơi, đẻo thật đấy, lâu lâu này. Ai lâu lâu rõ ràng là nhà tôi lâu y lâu nguyên này. Lâu lâu ta mới vô một lần lâu lâu nó bị lag sao ấy mà. Rõ ràng nó không có con là cắt hát nào đây mà nó lại vẫn mất máu được. Ảo thật đây. Trong khi đó còn dài kia cũng có thả ấy đâu nhỉ. Đâu mới thả con mà. Thả con à? Ơ thế nó chui đường nào á? Mới thả con đó ba. Trời ơi, chắc mèo này đào hố chui lên rồi. Mèo này mèo thần nữa bạn ơi. Đây, mình sẽ gọi là đặt đống tiền đi đây bạn ơi. Chờ đến là đón bạn ơi, 7 tiền đi đây. Đến này, đón đi. Con khỉ, như lăn đi. Ôi, sao tiền đi tự lăn tới đây vậy? Lăn. Phải cần đến 3 quả tiền đi nó mới lăn được các bạn ạ. Ui, được rồi, đi. Mình chắc là mình sẽ trang bị thêm nhiều TNT ở nhà tí các bạn ơi. Mình không biết là nó lag hay là nó con mèo nó hack vào hệ thống gọi là an ninh của mình nữa. Nhưng mà hôm nay là mình cũng phải trang bị thêm khá là nhiều TNT đây. Ok mèo, đây. Cái này đây. Lên đi em. Level 2, level 3 không quan tâm lắm. Như chúng ta là phải trang bị một tí các bạn nhá. Đấy. Ui giời, cái nắp tôi đang. Đây. Tinh tinh. Đi các bạn ơi. Cho nó gọi là phòng thủ qua đây rồi. Chắc là mình đang rất là khá là nhiều vàng ấy, đâm ra là chúng ta sẽ mua thêm hàng rào laser đi. Mình đang dư. Đúng rồi. Mình đang dư rất là nhiều ấy các bạn ơi. Mình sẽ mua thêm hàng rào laser để chúng ta gọi là có thể phòng thủ được các bạn ạ. Đấy, cái nhà này nói chung là nó quan trọng nhất. Đấy, đầu não mà. Như để nó bị làm sao không được các bạn ơi. Đấy, chúng ta sẽ đặt ở đây. Ở đây, ok bạn ơi. Rồi, mình cứ đặt dích lên đi bé ơi. Chéo đây. Đấy, ui dồi ôi. Dài kia đang gọi là, chắc đang gọi là dư tiền à. Rồi, tầm này có tiền rồi mà. Có tiền, mèo này không có. Có tiền đúng không? Okay, có tiền là có mèo. Đây, mình cứ đặt nhiều bẫy một tí. Nhiều hàng rào tí. Ui, để trải qua được cái gọi là nhà của ta thì các người mới biết thế nào là. Ui dồi ôi, 7749 hàng rào. Nhiều dữ vậy cũng dài lại. Ui, đặt nhiều hàng rào ôi bè. Để đuốc điện à? Ủa vừa nãy mình còn không quan tâm đến cái đuốc điện này mà, rồi như cái đuốc mới bạn ơi. Đây đuốc điện laser à, đuốc điện redstone bạn ơi. Này. Đuốc điện redstone là cái đấy gì đây? Nhà này đặt cái gì mà ghê gớm vậy? Đuốc điện redstone là cái gì đây? Rồi ok. Rồi gì đây? Này đuốc điện redstone đây. Ok bạn ơi, này. Mình sẽ đặt đuốc điện redstone đây nha. Ui mạnh ghê. Nhìn nó sợ quá. Hồi nãy giờ là thả thôi. Giờ là lên nè. Nhìn nó sợ quá bạn ơi, đuốc điện redstone này. Lên đi. Ui giời, con này màu đỏ luôn kìa. Đuốc điện redstone này nhìn nó đỏ chót luôn bạn ơi. Ui con này nhìn nó sợ đấy. Đấy. Nhìn chiến này. Ui con này nhìn sợ đấy. Ui giời ơi. Ui đuốc điện redstone nó vẻ không ăn thua. Ui chết queo rồi. Ui đuốc điện redstone mạnh này. Tôi biết rồi bạn ơi. Nói chung là những cái bẫy cũ mà của sen ấy thì nó gọi là hàng ấy rồi bạn ạ. Rồi bè bẫy gọi là kiếm rơi này. Đấy, hàng gọi là lỗi thời. Đấy, mình đã mua gọi là bẫy rơi kiếm này. À tới đây, ở đó mà lỗi. Đấy, như bẫy rơi kiếm rơi các bạn ơi. Kiếm rơi. Chú vào nhà đi con. Chui con khỉ không gì. Rồi. Như chú con khỉ gì rình rình người ta. Con đó của tôi đã mất tay rồi. Đấy, chết queo rồi, chết rồi, đừng có hỏi. Như đúng rồi. Đến một con đó nữa. Kiếm rơi bạn ơi. Ui, nhìn xem. Vài con. Rồi đặt ở đây bạn ơi, cho đợt nó rơi. Siêu cấp vô địch luôn cho rồi. Cho nó rơi bạn ơi, cho nó rơi một đống kiếm mà mồm mũi trời ơi. Lên đi, đúng siêu rồi. Siêu cấp chết quèo. Như lên đi mấy đứa. Siêu cấp chết quèo nhìn đống lên kiếm đi. Nó rơi thì rồi đã cái nừ bạn ơi. Rồi vượt qua được đây nó là một cả là một nghệ thuật. Vài con. Tiền đâu. Thông báo là còn 3 phút rồi đấy. Như ui. Đi cứ thả dần dần rồi. Như mua con level mấy này. Này mình sẽ gọi là con này là con gì đây? Ui giời sao nhìn thấy gớm vậy? Chúng ta sẽ mua thêm cái bàn tay cắt nát. Ủa cái này là bàn tay khác nha, nhưng không phải bàn tay đẩy bạn ơi. Đây, bàn tay cắt nát. Rồi chúng ta sẽ đặt ở đây. Ui kiếm rơi ra xong đã. Rồi. Ui phá được khá là nhiều thứ đấy nhỉ. Ok. Bàn tay cắt nát đập đi đúng rồi, bàn tay cắt nát đập đi. Ui cắt nát đập cắt nát.
ui rồi, ôi đập đi đúng rồi. Quả bàn tay này đập thì tôi như cái nách. Đập sao mà nói? À, đập đi, có con cắt nắp đây này, đập đi đúng rồi, đập đi. Lên em. Ui rồi ôi, đập đi. Ui rồi. Đây coi. Đập đi, ui rồi ôi. Đập đi. Nghiền hết đi. Con này nó lao vào được các bạn ơi, con này lao vào được. Robot kìa. Con này lao vào được các bạn ơi. Rồi ok, mình sẽ mua mấy cái nút bấm nha. Rồi ok. Đâu, con nào lao vào được nhà của ta. Ui. Chớm lao vào được nhà thôi bạn ơi. Rồi đây. À có một con đúng không? Có một con lao vào được nhà của ta đúng không? Nhờn này. Nhờn này chết quèo. À, lao vào được nhà của cái núp thì nó lại cả vấn đề bạn ơi. Rồi mình sẽ mua thật là nhiều núp bấm này, mình ở đây mình phòng thủ bạn ạ. À, chớm là vào đến gọi là rồi. Ui à, ai à, ai à. À, như còn đâu đó khoảng 1 phút thôi nhá. Như nhanh lên. Bố lên anh em ơi. Tôi đặt ở đây trước các bạn đây, tôi đặt đây trước. Chớm mà vào đây cái tôi ấn nút bạn ơi. Cho vào đây. Rồi có gì mà ấn nút đó nhà. Ừ, không nói tí nữa qua phe phòng thủ để khác biết. Này. Nào, như đây không lẽ không ăn. Nào nào, còn bao nhiêu thì thả nốt đi nhanh khẩn trương lên. Ok. Bên kia lần cuối nè, lần cuối. Bên kia nắm tay nhau. Bên kia. Nhờn này. Lên đi. Ok bạn ơi đi. Lên hết đi. Ui 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 ui. Ui ui ui, chết dở rồi cái nhà của tôi. No. Ui ui, nó lại hết đánh rồi bạn ơi, nó lại hết đánh rồi. Rồi rồi tôi sẽ ấn. Ơ cái này ấn được một lần à. What? What? Rồi xong rồi cái nhà tôi đi luôn bạn ơi. Ui giời ơi. À, như tôi phòng thủ kiểu gì đấy. Ô xong cái này ấn lên nó bị lag các bạn ơi. Không phục. Phút cuối cùng nó đã gọi là 30 giây à. Mấy con mèo này. Ui thực ra nha, mèo nó cảm giác nó đi kiểu gì. Nó nhảy chắc nó leo tường bạn ơi. À, như chứ nó không ấy bạn. Ui thôi được rồi. Không sao bạn ơi, dễ người dễ ta, khó người khó ta. Đây bây giờ Khang sẽ có, bây giờ mình sẽ đổi bên và Khang sẽ có 15 phút để phòng thủ các bạn nha. Mình sẽ đổi sang phe tấn công các bạn ơi. Rồi, thanh niên kia sẵn sàng chưa nhỉ? Rồi, chuẩn bị nè. Rồi, ok. Nó bắt đầu luôn rồi. Let's go. Không cần let's go đâu. Rồi, ok, bắt đầu. Rồi, đi. Bắt đầu. Mua gọi là ấy đi các bạn ơi. Như này, mình sẽ gọi là đào Emerald trước. Đấy, nói chung là cái cuộc chiến ngày hôm nay là bên phe tấn công tôi thấy là cắt nắp có vẻ nhỉnh hơn một tí. Bởi vì cắt nắp có thể trèo được các bạn ạ. Được đấy, cái nam ghê đấy mà nè, không phải dặm vừa đâu. Nhưng mà đi mai có vẻ khu mai nó có vẻ với Aden nhỉ. Đào đi anh, đào đi, cố lên anh. Nếu em tin anh làm được, đào đi. Từ nha, mình phải đẩy anh ấy vào đây sát đây tí vào đây. Nếu anh ấy đào lâu dữ vậy, ui rồi ơi này, anh ấy một tiếng đào được một lần thì có mà. Đào rồi, ok. Nếu một tiếng đào được một lần thì bao giờ chúng ta mua được cái gọi là đào tiếp theo nhỉ? Như đào đi anh. Ê, khẩn xuống lên anh. Như nhà mình sẽ đẩy anh đấy đi. Chết dở rồi bạn ơi. À đây rồi, ui dồi. Mãi mới đào được một lần bạn ơi. Ui dồi, được cái một tiền á. Ui dồi, cả tiếng đồng hồ đào được một lần thì làm ăn cái gì. Đi đúng xui rồi. Bên khu mai này đúng kiểu là tôi thấy là khoai là bảo sao. Ui đây có 5 tiền rồi, có 5 tiền rồi. Đã làm gì đây? Rồi ok bạn ơi. Như nâng cấp đào vàng. Cái gì con trời đã có tiền để nâng cấp đào vàng. Người ta đọc thôi qua, người ta đọc cái bảng qua ơi. Tưởng là dân chơi đã có tiền đấy bạn ơi. Rồi ok, cứ từ từ bạn ơi. Khu mai này thì chắc là mới đầu là hơi cực khổ tí thôi. Cố lên. Tôi đã nắm bắt được những con gì xịn các bạn ạ. Đấm sắc rồi thì nữa quăng rồi. Đó sao nào, ở đây là sẽ có mấy con quái vật cắt nắp nhỉ? 5 con quái vật cắt nắp bạn ơi. Rồi ok. Cứ để tiền đấy, để tiền đấy. Nâng cấp cái 8 luôn đi. Thả một phát con 8 luôn, nó gõ đầu cho. Đây, hồi nãy là hãy mua hàng rào đúng không? Đúng rồi, đấy. Đưa cho một bí mật là muốn ngăn cản được cắt nắp phải có hàng rào. Nhưng mà hàng rào laser này có vẻ cũng không ăn tiền lắm. Bởi vì cắt nắp có thể trèo hẳn qua hàng rào laser mà không bị làm sao. Đúng rồi các bạn. Đấy, các bạn biết là những bàn chân của mèo là đẳng cấp mà. Như thế nào đúng không? Như mà mèo nó là đẳng cấp như... Ok bạn này, đê. Mình sẽ cứ từ từ cạy thanh niên đấy để mình nâng cấp. Ấy là mình không tấn công bạn ơi. Đấy, mình không dùng tiền để mua gọi là mấy con để tấn công làm gì. Chúng ta... Cái lúc 128 tiền là mắc thế nhỉ? Chứ... Không phải nâng thôi, giờ phải để dành đã. Ok, cho để dành mà. Một vài cái đặt... Mấy cũng chưa gây áp lực vội. Chúng ta cứ từ từ cho ăn dài trải nghiệm đã. Như mình phải trải nghiệm chứ đã. Mình phải nâng cấp khu mai cái đã. Khu mai của mình nó phải... Trải nghiệm. Sang xịn mịn cái đã, xong rồi mình mới tính tiếp được. Ở đây thì chờ đâu có tiền đâu rồi. Ở đây tiền ở dưới chân bạn này rồi. Chúng ta có thể là ui biết thế mình mua ấy bạn này rồi. Trời ơi, đi nhìn cái bẫy chắc là sợ liền. Sợ ai sợ ba mà như mua mở khóa này ta. Đấy, mở khóa này ta cho nó hút được nhiều bạn này. 50. Mình đã mua nhiều cái gọi là level level này mình nghĩ là cần này.
Đấy, cứ mua level 1 trước đã, xong rồi chúng ta bao giờ đủ quân số level 1 đi chúng ta mới nâng cấp level 2 bạn. Thu hoạch một phát 24 tiền luôn bạn. Giờ này tấn công con dày đã là ngộp luôn. Rồi, một sẽ tắc rồi, chưa chắc. Ê, nó một sẽ tắc cũng ghê phết nhỉ. Ừ, này. Một sẽ tắc đấy, đừng dự án. Chắc chưa, này. Mình sẽ gọi là cho nó đi đào Emerald. Ui, Emerald trải dài luôn bạn ơi. Úi giời ơi. Đó, sao nào. Lắp được 2 stack rồi. Rồi, rồi, nâng cấp cái gì, chỗ vàng à. Ui, đúng là 1 stack rồi, thu hoạch một phát thôi. Úi giời, phê phê phê. Đấy, mình sẽ đào level 2 các bạn ơi. Đấy, bây giờ là mình sẽ nâng cấp đào level 2 này. Chúng ta sẽ gọi là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Ui, 5 con đào level 2 luôn bạn ơi, những cái nách. Tiếp tục thôi. Nói chung là tiếp tục. Tí nữa để mình tham quan xem bên kia có chịu được nghiến hay không. Như giờ khác mà thua luôn. Giờ khác mà thua luôn. Quê là quê, chúc rồi, mình có quê bấm rồi. Nhiều. Ê, bây giờ mới nút bấm à? Như lại quê là quê, chúc mình quê quá. Đỡ khóa máy đảo vàng. Rồi xem nào. Con dài nâng cấp được cái gì đâu. Đâu. À, ui, con dài đặt hẳn ở gần nhà luôn bạn, không đem chiến thuật đặt kia. À, gần nhà là dễ chết rồi. Đặt ở trên đúng không? Đặt ở đâu tùy thích mà. Biết đâu người ta thấy có cái khung người ta sợ đặt ở đâu tùy thích, đặt đâu tùy thích. Nè, như bên phòng thủ là đặt cả bên phòng thủ đặt ở sát nhà đấy cũng được. Như đấy bên phòng thủ là đâu vàng phết đấy chứ. Quay vàng ra nhanh phết. Ai sao? Đi các bạn này, đấy mày cứ ấy đi các bạn. Nhanh phết. Con dài nâng cấp hết vàng cái kim cương à? Rồi gọi là để có một cái gọi là khu vực quái vật đông thì chúng ta sẽ làm gọi là đây. Mình sẽ đặt cứ từ từ đấy. Quái bì mai thôi là gọi nốt khu mai này. Tôi sẽ bắt đầu mua cho một vài con cắt nát để cho con dài kia biết thế nào là ngụp thở. Như nãy giờ mình không ấy qua đây, mình dùng gọi là 5 phút đồng hồ là mình chỉ ăn mới cả đi xây dựng ấy rồi. Đấy. Đi gặp tiền à, để dành tiền à. Đúng rồi, mỗi người một chiến thuật. Mỗi người một chiến thuật quan trọng rề. Nào sao nào, bây giờ là ui lần này hơi bị đắt tiền nha. Bảo sao mấy con này đấy, mình có chiến thuật khác đâu. Ui lần này mình nhiều tiền, mình có thể mua bao nhiêu con được. Đó, ui thả nhẹ cho 2 con. À quên mất đứng đây thả bạn ơi, không cứ thả đây. Thả nhẹ cho 2 con, nó biết thế nào là ngụp thở. Như... ôi trời ơi. Ui chưa thấy 2 con đâu. Hình như là xa quá đừng là nó không nhìn thấy rồi. Như rồi, ok bạn này này. Mình sẽ cứ thôi được rồi. Mình chắc là 2 con này nó xa quá, nó không nhìn thấy gọi là vật thể, bạn không nhìn thấy nhà bạn ơi. Thế thì thôi mình phải đặt trước cái tường, không thấy đâu. Này mình sẽ đặt ở đây. Đấy, nó sao nó nhìn thấy chưa? Ô mèo này nó không nhìn thấy luôn mà, chết dở rồi mèo nhá. Tôi mèo mù à. Úi giời. Mèo mù à, đâu sao đặt đây nè. Đặt đây nhìn thấy chưa? Ở đây đặt ở đây nó nhìn thấy này, đặt đây nhìn thấy là thả cho 2 con. Tao chạy lên kìa. Chạy lên kìa. Đặt kia nó không nhìn thấy bạn. Đấy thả nhẹ cho 2 con nhá. Đấy. Như... đấy. Ôi giời, ủa nó nhảy tường được kìa. Ô. Ô nó nhảy tường à. Ấy à, căng thẳng nha. Ôi giời ơi. Ui nó mạnh thế. Ôi giời, đấy chưa. Ui vừa lấy. Rồi cái nát thằng này lên đồ ghê quá. Con dài này không biết mua bẫy gì đấy. Tôi mới thả 2 con mà lại con kia bị nhốt. Đứng rồi. Thôi được rồi. Mình thực ra là mình không muốn thả mấy con cắt nát này. Mình biết tại sao rồi, bởi vì những con cắt nát nhỏ nó thường nó rất là ghê các bạn ơi. Nó nhỏ nó luồn lách được. Nó chui được. Đấy, vừa nãy là mình đã trải nghiệm rồi đó. Mình không muốn cho Khang bị thua luôn. đấy là chưa chắc nào. Bao nhiêu chưa phải là cái tết. Bên phe phòng thủ mình thấy là có vẻ hơi đuối hơn nha, hoặc là do mình không biết là sử dụng những cái bẫy các bạn ạ. Đấy. Với 6 phút rồi, cứ bình tĩnh. Đặt thêm gà vô. Ta mà đến phút thứ 10 thôi được rồi, mình sẽ không dùng mấy con cắt nắp mà lòi nữa. Mình sẽ làm nguyên một đội quân cắt nắp gọi là VIP nhất luôn nhé. Này. Chúng ta cứ để tiền đấy bạn ơi. Này như rồi mua 1 2 3 4 này. Bành tay đấm à, bành tay đấm. Như lần trước là chúng ta chiến đấu với Sen ấy các bạn biết rồi đấy. Mà Sen không thể bước qua được luôn. Nhưng mà với cắt nắp thì có vẻ ghê hơn bạn ơi. Này. Tôi thả ra một con cắt nát siêu to khổng lồ này. Ui dồi ôi. Cái này đốn bài được con nói gì. Cắt nát mặt trăng đây. Cắt nát mặt trăng đến đây. Ui ôi. Cái gì mới vào con này rồi á. Rồi ơi, con dài mới vô là con này. Con dài này đưa cho một cái khả năng đó là ui cắt nát này hãy dùng TNT mới có thể chống lại được. Ui giời. Ê ôi nó chết rồi kìa. Ui. Như là kim cương này. Sao mình còn nhiều vàng mà. Đây rồi. Con dài chọn nâng cấp vàng trước các bạn ơi. Tôi là mới thả một con siêu to khổng lồ đó con dài nó biết luôn. Ngấp ngoài rồi này thì chơi bài gì nhỉ?
như là hai kích hoạt. Ủa, có chịu được nhiệt không? Có chịu được nhiệt không thì bảo với nhau một câu đầu hàng luôn đi. Nào kim cương. À, ok bạn ơi, đi mua này bạn ơi. Rồi. Đấy. Rồi, mình tạm thời để năm đầu bảo vệ nhà nên còn hơi rẻ. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mình một lần 30 viên kim cương luôn á. Nhiều thế. Đấy, mình để 5 đúng rồi, vừa lấy người ta nâng cấp kim cương trước đấy. Đây. Mình sẽ để 5 cái con cắt nam VIP nhất ở đây. Đây mình sẽ mua con cắt nam VIP nhì nha. Để chúng ta gọi là thôi đặt hai quả thôi. Đây bây giờ chúng ta sẽ mua một con đâu nhỉ? Cho thu hoạch cũng được rồi, chết giờ rồi. À đây 49 thôi. Nó nhanh quá, nó không thấy tiền rồi. Ok, đây rồi. Rồi mua một con cắt nắp level 7 đi. Nào. Là cái đầu 7 rồi. Này. Nhìn đây. Thả đâu, cắt nắp kết hợp với hookie đây. Đúng rồi, tên tí đặng lên, đúng rồi. Đúng rồi. Ui. Như đập vỡ tin đi ngay. Ui rồi. Cái tên này gọi là không có cửa rồi. Con trời nó phải ghê phết nhỉ. Con trời nó phải đẳng cấp phết để mình thả chơi thôi mấy con trời này. Không được rồi. Ai biết đâu đặt đúng không? Được rồi, không được rồi các bạn ơi. Nhận mấy con trời này để em trời này xây dựng được cái gọi là cái gọi là căn cứ để phòng thủ được cái ngôi nhà đấy là tôi có khi là thua ngược đấy. Uầy, Cú Mai bắt đầu hạn hẹp kinh tế rồi. Thôi được rồi. Anh Noob sẽ làm phát tổng tấn công nhá. Tổng tấn công. Nghe chưa? Đấy, Noob sẽ mua cái màu đỏ là gì đây? Kích hoạt 99 đâm đá rồi. Noob sẽ mua con cùi bắp nhất và con VIP nhất thôi. Đấy, mua chiến thuật đấy đâu bạn ơi. Đấy, bây giờ là mình sẽ thả ba con nhỏ trước cho nó lên tấn công và ba con to nó đi đằng sau nó. Đấy, nhiệm vụ là đây ba con nhỏ trước là phe phòng thủ này. Đấy. 4 con chứ. Đấy, ok bạn ơi, còn lại 5 con này. 7 lấy sự đón okay. Nhận cái sự gọi là đông dân cư đến đây. Ui. Ui cái gì đấy? Vượt qua được đoạn này không như đây là nhà tan nát như nhà tan nát. Ui ôi, tấn công đi. Ui giời. Ui chết dở. Tấn công đi. Ui còn 2 con. Ui giời. Ê à, ghê phết nhỉ. Ai à, con rơi phòng thủ được. Chết dở rồi, tôi coi thường rồi. Ok bạn ơi. Đi không ổn rồi. Này, như này, mình sẽ gọi là thu hoạch tiền. Chết dở, bạn ơi coi thường con rơi này. Thế thì mình sẽ gọi là lấy thịt đè người bạn nhé. 72 is the best. Đi, không sao. Nãy giờ tôi dùng tiền tôi mua con VIP nhất thì nó hơi đắt thôi bạn ạ. Nó hơi đắt như đây từ từ mình vẫn còn 5 phút để mình gọi là chúng ta này, sẽ báo tổ bạn đây nào sao nào. Thả mấy con đi mai ra cho nó đảo bạn này à. Con đi mai này có vẻ nó hơi chậm nhỉ, nó hơi chậm nhỉ. Lâu nó đảo được nhiều, lâu nó đảo được công cụ lâu nó đảo được mới tí các bạn đây. Nó chắc là đói ăn các bạn ơi. Rồi được rồi, nó sẽ mua mỗi con ấy thôi bạn ơi. Đấy, như mua mỗi con này thôi bạn. Đấy, biệt đội. Thôi chúng ta sẽ chuẩn bị dồn làm một mẻ luôn bạn nha. Mình sẽ để gọi là đến phút thứ 14 là mình sẽ dồn như cho đội ngũ lên. Rồi cái không ăn được cái là thua luôn. Kệ không sao này, như này mình sẽ gọi là có chiến thuật của mình. Nào mình sẽ để mấy cái này đi. Ba đầu tiền nói vừa lấy mình dồn 4, 5, 6 stack mình mua hết gọi là cái con VIP nhất nên đâm ra là nó không có đầy đủ các bạn ạ, không đầy đa dạng cắt nắp nên đâm ra là nó có thể nó hơi yếu. Đấy. Rồi được nửa dương rồi các bạn. Ngày hôm nay là cắt nắp mạnh thật đấy. Được nửa dương rồi không sao bạn. Chúng ta sẽ gọi là thu hoạch lên được nửa dương là chúng ta ôi, kiếm tiền khó thật, kiếm tiền lâu thật bạn này. Đấy ở đây còn 4, 5 con cát nát nó đứng nó xếp hàng lên này, như cái này là lần sau là phải cho cái phải bắt lại bạn ạ. Bắt lại để cho chúng ta còn có cái mà chúng ta mình sẽ xem nào. Ui 50 tiền rồi bên này đào ít thật đấy, nhưng bên này đào ít dã man luôn. Đây mình sẽ ấy các bạn ơi, chết dở rồi. 12 phút trôi qua rồi. Chúng ta sẽ mua thêm đấy, được thêm một sở tách. Ok bạn này, rồi được chưa nhỉ, dồn all in quả kia, all in quả này chưa nhỉ. Đấy, như đấy mình nghĩ là ok đây, là đấy ok rồi đấy bạn ơi. Mình nghĩ là ok rồi như, hoặc là có thể là vừa lấy mình chọn cái điểm nó hơi sai đâm ra là như căn cứ mình nó yếu. Đấy. Tôi sẽ làm đợt tổng tấn công, chứ không có gì phải sợ xoắn tổng này, bạn ơi. Tổng tấn công à? Đúng rồi, như tổng tấn công đây. Rồi, tấn công đi các cắt nắp siêu anh hùng của chúng ta. Ôi giời, có mấy con nhỏ mà kêu tổng tấn công. Người ta lấy thịt đèn người, người ta lấy thịt đèn người. Người ta lấy thịt đèn người. Người ta lấy thịt đèn người, đúng rồi, lao lên đi.
Bị đội canap siêu tí hon bạn ơi. Đấy, bị đội canap siêu tí hon. Đúng rồi, lao lên đi. Ui. Đâu. Ôi. Ôi. Không vào được à? Ui, không vào được nhà các bạn ơi. Không vào được. Ôi trời. Nơi bên kia căn cứ nhìn lỏ hơn căn cứ của mình mà sao nên như ảo thật đấy bạn ơi. Không có gì đó sai nha, hay là cắt nắp bên mình tự nhiên bị yếu nhỉ? Thì hơi ảo bạn ơi. Rồi đây mình sẽ gọi là vài lạm Odin thì lần cuối bạn ơi, chết dở rồi, hay là do mình xây dựng căn cứ sai nhỉ? Như căn cứ mình vừa nãy nó chằng chịt như thế mà nó vẫn chui được vào nhà thì nó hơi sai. Bịt thật các bạn ơi. Ra không cái chơi luôn ra dưới luôn. Thế mới ảo chứ bạn không hiểu đâu bạn ơi, tôi chưa hiểu cái nguyên lý bạn ơi. Ui. Rồi đây. Cái này là kỹ năng rồi. Kỹ năng còn khế gì bạn ơi. À, như tầm này mình sẽ nâng cấp là mua mấy con này nhỉ? Đấy, mua về con R5 này đi, xem nó mạnh hơn như thế nào các bạn nha. Đấy, ok bạn ơi, làm thêm một đợt nữa bạn ơi. Một đợt tổng tấn công tiếp. Đấy. Nào. Đây, cắt nắp này, đây, hay là con này mới là con mạnh nhỉ? Ok bạn ơi, đâu? Đây này các con, à, như biệt đội mèo. Biệt đội mèo này, như tấn công đi. Okay. À, đúng rồi, lao vào đây. Ui rồi. Ui. Bị đội mèo đây. Ui, tấn công đi, đúng rồi. Ui rồi. Đúng rồi. Mèo. Ui. Tính ra nó đánh. Ô, sao tự nhiên nó lăn quay nó chết nhỉ? Ui rồi, nó bị laser nó cắt vào bạn ơi. Chết dở rồi bạn ơi. Ui. Đi cả trường bạn ơi. Có vẻ như không ổn rồi. Ui. Rõ ràng lần trước tôi thấy là cái căn cứ của tôi nhìn nó sang xịn mịn hơn bạn ơi, chứ có thể là mình đặt sai chỗ à. Quan trọng là chất lượng rồi. Chắc là đặt sai chỗ hay như nào bạn ơi. Đấy, mình cũng không hiểu luôn. Ok. Thôi được rồi, mua nốt đợt cuối nha bạn nha. Đằng nào thì mình cũng gọi là hết tiền rồi. Cái này chắc là do mình đặt sai chỗ bạn ạ. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ gọi là nâng cấp cái này lên. Đấy, mua hết cái này bạn ạ, cũng hết tiền rồi đấy. Đây tầm này hết tiền rồi đấy. À, về chúng ta sẽ gọi là ấy. À, mình sẽ đặt đây. Máy sản xuất cắt nắp đây, xuất hiện đây. Ok bạn ơi. Đấy. Máy sản xuất cắt nắp hả? Con máy sản xuất như bởi vì là cái vùng đỏ kia là cái vùng nút bấm các bạn ạ. Thế nên đâm ra là mình không đặt ở đấy, mình đặt ở đây. Đúng rồi, người ta thấy tưởng trong này là được đặt trong này thôi. Ui, chính là laser đây, cắt luôn ạ. Trời, chết queo luôn bạn ơi. Rồi, xong rồi, khó bạn ơi. À, như tôi cứ tưởng ấy cơ. Ui, mình cũng chưa hiểu tại sao là cái căn cứ của mình nó lại bị dễ vào ấy nhở. Ảo thật đấy bạn ơi. Mà bạn thôi gọi là thua thì cũng đã thua rồi bạn ơi. À, như cái này các bạn nào biết lý do tại sao không, các bạn comment để mình biết nào. Đấy, mình cũng chả biết tại sao bạn ơi. Nhìn căn cứ của mình xịn hơn, như phòng thủ mình nhìn sang xịn mịn hơn mà vẫn thua bạn. Đấy. Rồi, chắc là do gọi là phải chiến thuật các bạn ạ. Đấy, thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh của mình nha, và đừng quên là qua kênh của Khang ở đăng ký hộ Khang nha. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.